muốn tặng em cuộc sống màu hồng, nhưng anh lại sợ thằng chồng em đấm. Trong cơn phê ta tưởng nàng là tri kỷ, vét sạch đĩa nàng thủ thỉ 500. Hãy làm việc trong im lặng, để khi vớ nợ tự khắc nó sẽ ồn ào. Muốn có chỗ đứng trên xã hội này thì việc đầu tiên là đừng có ngồi. Không ngông cuồng sao gọi là tuổi trẻ, ngông đến đâu nóc nhà tù che đến đấy. Thuốc đã châm không hút cũng tàn, tình đẹp đến mấy không tiền cũng tan. Cái gì nhiều thì cũng không tốt, nhưng mà nhiều tiền thì sẽ rất tốt.